Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì Khương sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà cấp 4 có gác lửng. Bên trong chi tiết nó có cái gì và nó có một số cái phong thủy gì mình cần lưu ý. Bố trí nhà vệ sinh, phòng ngủ và một cái sân vườn rất là tuyệt vời nha các bạn. Cái mẫu nhà này á là của Khương, là nó nằm ở bên khu tái định cư An Bình. Nó bao gồm hai nền thì một chút mình đi chi tiết ha. Thì bên ngoài căn nhà của Khương làm á thì nó có một số cái, ví dụ như là cái cổng phụ để vào sân sẽ hơi vào được luôn. Và bên đây là một cái cổng chính. Thì cái cổng chính này nó có một cái bệ tường, chủ yếu là mình che nắng, buổi nắng sáng và nắng chiều á các bạn. Đó thì cái vị trí này là để mình che nè. Cơ bản thì nó sẽ có những cái góc cạnh để các bạn có thể nhìn thấy. Đây là Khuôn có thiết kế một số cái phối cảnh, có rất là nhiều xe nha các bạn. Đây là một số cái hình ảnh ở bên ngoài ha. Và ở đây thì mình nhìn thấy bên trong sâu nó sẽ có một số cái hệ thống như là cái cửa trước, cửa đi. Bên hông này là cửa sổ nha các bạn. Cửa sổ này là phòng ngủ, cửa sổ trước bên này là của phòng khách. Một hồi nó mất bằng chi tiết thì Khương sẽ nói sau. Đây là một cái vị trí của cái cửa mà để mình đi vào trong cái bếp của mình luôn, khu vực bếp của mình luôn. Đó, thì cái cơ bản ở đây là hàng rào. Thì cái cổng hàng rào này là cổng hàng rào để di chuyển là nhiều nhất vào sân. Một cái hàng rào phụ này nữa thì khi nào mà có tiệc tùng gì đó, mình mở cửa phòng khách thì mình mở luôn cái cửa rào này thì nó tạo một cái không gian thoáng từ ở bên ngoài, ở ngoài vào luôn nha các bạn. Rất là tốt nha, rất là thông thoáng và tiện lợi. Cổng mình làm là full, gần như là cổng rất là rộng luôn. Đây góc này là các bạn dễ nhìn nhất nè. Thì cái cửa này ở ngoài thực tế á, là mình không có làm cái cửa ra vô, mà ngay vị trí này á, là mình làm cửa sổ nha các bạn. Khuôn đang làm ở bên kia là một cái cửa sổ nha. Các bạn có muốn xin cái file này để về tham khảo á, thì Khuôn gửi ở dưới cái phần mô tả. Các bạn có thể kết bạn với Khuôn để Khuôn gửi file cho các bạn nha. Khuôn gửi miễn phí cho các bạn tham khảo luôn. Đây. Rồi bây giờ thì mình đi vào chi tiết ở bên trong cái căn nhà như thế nào nha các bạn. Ở đây thì Khuôn có làm một cái bản vẽ thi công rồi. Đây mình vào cái bản vẽ chi tiết thi công nha. À, chỗ này thì chủ nhà có coi phong thủy. Các bạn có muốn xem không? Khuôn giới thiệu các bạn một số về cái phong thủy, về cái hướng. Thì cái nhà này là hướng Tây Bắc 310 là rất tốt nha. Thì cái hướng này là cái dòng này nè, cái này kêu là cái bát quái à. Thì nó có cái khả dụng là tới năm 2043, 2045. Tức là 9 năm thì nó sẽ thay đổi một lần về cái góc bố trí các bạn. Còn nếu như mà mình được ngay hướng Tây Bắc này thì nó có khả dụng các bạn bố trí nội thất là ở vô tư mà không sợ bị động về phong thủy nha. Thì Khuôn biết sơ sơ như vậy thôi chứ Khuôn cũng không gành về phong thủy nha các bạn. Đó, thì những cái vị trí thì nếu như mà các bạn có một cái nhà mà ở góc Tây Bắc mà hướng 310 độ này là cực kỳ tốt nha. Khuôn thấy là có nhiều gia chủ làm lựa chọn cái hướng Tây Bắc này để làm á, là làm ăn rất là tốt, rất là khá luôn. Đó, nếu như các bạn mà có một cái miếng đất mà ngay 310 thì nên cân nhắc xây dựng một cái căn nhà mình làm ăn buôn bán rất tốt nha các bạn. Không hiểu sao các những cái người mà làm ăn lớn lớn là Khuôn để ý á. Tại Khuôn làm của mấy người cũng dân cũng có tiền đó, người ta có tiền người ta làm cứ ăn nên làm ra, mà họ chọn cái hướng Tây Bắc 310 này không á các bạn. Các bạn cũng lưu ý nha, nếu như có miếng đất ngay đây là đúng ok luôn đó. Rồi bây giờ thì mình vô cái chi tiết của cái bản vẽ thi công xây dựng nha các bạn. Thì cái miếng đất này là nó có hai cái nền 4,5m là bề ngang, nếu như hai nền này là bề ngang là 9m, dài là từ đoạn này qua tới đoạn cuối luôn là 14m. Nó có hẻm kỹ thuật ở bên hông, cho nên là Khuôn có bố trí một cái cửa đi ra và một hệ thống cửa sổ ngay cái vị trí mà ở. Ngay cái vị trí này là có bố trí thêm nhà vệ sinh, và ở nhà vệ sinh thì sẽ có cửa bật ra phía sau nha các bạn. Đây này là vị trí này nè, là có cửa bật ra phía sau, nó rất là thông thoáng nha. Đó, sân vườn của mình là đi vào, sau đó là mình vô khu vực ở phía trong này là bếp. Và ngay cái vị trí mà nó có gác lửng là ngay vị trí này. Vậy là cái bản vẽ này là cái bản vẽ trước khi mà đề xuất một cái gác lửng nha các bạn. Thì ngay cái vị trí này nè là sẽ có một cái cầu thang để đi lên, và khu vực bề ngang 5m6 này, và ở trên đây là Khuôn sẽ bố trí một cái gác lửng cao hơn khoảng 2m8 để mình đi lên luôn. Đó là ngay cái vị trí này là khu vực phía sau này nè, 5m6, dài là 10, bề ngang là 9m, là coi như là một cái gác lửng hơn 94, hơn 45m2. Đó, rồi hệ thống máy ở phía trên thì toàn bộ là thu nước về cái xeno này hết. Ở phía dưới của cái máy này là cái gác lửng nha các bạn. Thì cái gác lửng ở trên này, cái chiều cao của nó sau khi đóng trần thì nó còn lại khoảng 2,5m cho tới 2,8m. Thì chủ yếu mục đích gia chủ là để đồ kho, và khi mà con cái về thì lên đây ngủ nha các bạn. Cho nên là
ở trên này thì nó không có, nó cũng không có cao thoáng lắm đó, thì mình gắn cái máy lạnh thôi và mấy cái máy hút. Trên này là gia chủ cũng có làm một cái hệ thống máy năng lượng mặt trời, tại vì khu vực này chưa có điện cho nên là thủ máy năng lượng mặt trời để sử dụng cho điện cho cái nhà này luôn á các bạn. Rồi mình cái mặt cắt đây, cái mặt cắt này thì nó lại có cái lửng nè. Đây, khi mà ở ngoài mình đi vào thì ở khu vực này là khu vực phòng khách, kế bên này là một cái khu vực phòng ngủ nha các bạn, và đi vào phía bên trong này là một cái phòng bếp, khu bếp. Và ở bên trên nè, khu nói nè, cái gác lửng ở đây nè là khu thả hệ thống xà gồ thép y, trải tấm sem bo, sau đó là đổ một cái lớp phi 8A200 nha các bạn. Đó, rồi mình đổ ở trên này luôn. Đó, khu vực này là chủ yếu là để kho, để ngủ. Khu vực ngay cái chỗ Sino này có thể mình lắp đặt những cái tủ để đồ là rất là nhiều nha các bạn. Cao lên tới là, nếu như mà cái góc đoạn này đó, ở ngoài thực tế nó còn khoảng 1m8 để mình để dư sức đồ nha. Đó là toàn bộ những cái kiến trúc kết cấu. Nếu như các bạn đọc được cái này hoặc là khi mà muốn cắt nhà là mình có cái bản này là có thể là nhà thầu sẽ coi và đọc được nha. Dưới này là những cái chi tiết thôi. Cọc của khu sử dụng là cọc cừ sạn 25-25 vuông, dài 6m. Đó, bố trí tim như vậy nè các bạn. Thiết kế gây sẵn hết. Cọc này thì tự mình khu mua chứ không có tự đúc nha. Mình mua về xong rồi mình ép luôn. Đó, cái thiết kế này là 6m 25-25 vuông. Tại vì lúc đầu là thiết kế 4m là đủ rồi, nhưng mà ở ngoài gia công á, người ta bán thì là 6m, cho nên là khuôn làm 6m luôn. Thì khuôn cũng có tính phát sinh với chủ nhà, thì nó tốt hơn thôi, nó chất lượng hơn thôi. Đó, móng là khuôn xài là hệ thống móng đơn, hoạt động y như là cừ chàm nha các bạn. Hệ thống đà kiềng dằn móng để cho nó lún đều và nó giữ chân tường của mình. Những cái vị trí nào mà xây tường là khuôn bố trí đà kiềng hết nha các bạn. Và xây bó nền. Này là hệ thống cột, cột là mình xài 200-200 phi 16. Đây là phi 6A150. Đó, nó có sẵn chi tiết này hết. Đây là mặt bằng sàn gỗ nè. Vậy là trên kia kho dẻ, nó dẻ ngay chỗ này nè, mà không có dẻ cầu thang đi lên đó các bạn. Đó, vị trí này là bố trí là của cái hàng dằn mái. Nó cũng y chang như cái ấy luôn đó. Cái vị trí này là dằn mái. Dằn mái này là mình làm mái tôn nha. Và khuôn xài là tôn cách nhiệt luôn á. Rồi hệ thống hố ga. Đó là toàn bộ chi tiết của cái bản vẽ này. Nếu như các bạn có muốn sở hữu bản vẽ này á, thì Khuôn sẽ tặng cho các bạn luôn nha. Các bạn cứ liên hệ với Khuôn ở cái đường link Zalo Khuôn để dưới phần mô tả đó. Các bạn cứ vào và kết bạn với Khuôn, Khuôn gửi cái file này qua cho ha. Rồi, đến đây thì Khuôn sẽ kết thúc video. Cũng hy vọng là các bạn cũng có được một cái bản vẽ để tham khảo. Nếu như mà các bạn có nhu cầu về xây dựng á, thì có thể liên hệ với Khuôn, Khuôn tư vấn thêm cho. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.